Xin chào các anh chị, hôm nay Lagi Studio tiếp tục giới thiệu các anh chị một mảnh đất tuyệt đẹp nằm trên quốc lộ 55 luôn các anh chị. Nó thuộc xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận luôn các anh chị. Các anh chị nhìn miếng đất đi, đẹp không ạ? Nhìn miếng đất đi, đẹp không ạ? Và miếng đất này có mặt tiền là 55,5m, chiều dài là 62 và 83 và nó thuộc nở hậu 60m nha các anh chị, nở hậu 60m nha các anh chị ơi, nở hậu 60m. Tổng diện tích sử dụng là 4.001m² và diện tích công nhận là 2.500m² các anh chị. Các anh chị nhìn lại miếng đất đi ạ. À, đối diện của nó, đối diện miếng đất này đang là một khu du lịch nha các anh chị. Đối diện của đây mới là đang một khu du lịch. Kế bên là một salon ô tô rất là hoành tráng luôn các anh chị. Và đây các anh chị nhìn đi, nhìn miếng đất này đi, chúng ta nhìn miếng đất đi. Là miếng đất rất là đẹp luôn các anh chị. Quá. Kế bên là một con suối và nhìn thẳng cái miếng đất này, nhìn sâu vô cái theo màn hình các anh chị. Nhìn sâu nhìn thì cái nó cách cái cổng chào La Ghi nó khoảng 300m này các anh chị, cách cổng chào La Ghi nó khoảng 300m này các anh chị. Thì tất cả những du khách sau này khi mà con đường cao tốc hoàn thành thì có một đường dẫn trực tiếp xuống quốc lộ 55, hoặc là hiện tại đang là quốc lộ 1 đi vào quốc lộ 55 đi vào thị xã La Ghi, và thị xã La Ghi sẽ lên thành phố năm 2023, thì tất cả du khách sẽ phải đi ngang đây em các chị, tất cả du khách sẽ phải đi ngang đây. Thế nên vị trí này rất thuận lợi các anh chị làm một cây xăng, làm một khách sạn, làm một showroom ô tô và rất nhiều thứ các anh chị có thể làm tại đây các anh chị. Một mảnh đất mà chỉ có sử dụng các anh chị là 4.001m² các anh chị ơi, và đối diện chúng ta là một showroom ô tô rồi các anh chị, đối diện chúng ta là một showroom ô tô rồi, và đối diện chúng ta cũng là một cái khu vui chơi nữa đầy đủ rồi thì nó hiện hữu của các anh chị. Và kế bên miếng đất này nó là một con suối nước chảy quanh năm các anh chị, một con suối nước chảy quanh năm, các anh chị có thể làm một cái khách sạn, làm một khách sạn hoành tráng ở đây để chào đón tất cả những du khách ghé vào thị xã La Ghi, và sau này thị xã La Ghi sẽ lên thành phố các anh chị, một lượng du khách rất là đông. Các anh chị hãy làm đi, hành động từ lúc bây giờ đi. Các anh, hoặc là các anh chị cứ mua mà để đó thôi thì khoảng 2-3 năm thì nó sang nhân đô nhân ba cho các anh chị rồi, không cần còn chờ nữa các anh chị ơi, hãy quyết định nhanh lên, mảnh đất như thế này nó rất là hiếm ở tại thị xã La Ghi các anh chị, quyết định nhanh lên.